Ra đi núi sông Quảng Trị còn ghi tháng ngày dòng sông nở ngọn núi đi con xin ở lại lấy đây làm nhà chúng con mỗi đứa một quê đưa quê Thanh sáu miền quê một chiến hào tháng ba cánh tuấn bom gào đạn rơi con không về nữa mẹ ơi đồng đội con mãi mê đâu đó Thủy Hùng ơi có nghe bạn gọi núi mồ côi cồn tiên nọ đáp lời chúng con ghi vào trang lịch sử máu thân bài hai nhâm thi mãi lưu danh tên vàng 18 xuân xanh hiến dâng cho đất nước con chưa một lần trái cầm là chi chiến tranh đã hết mà rằng 81 đứa nọ về đứa mô khăn tang phủ kín trên đầu chiều quê bóng mẹ ôm sầu khóc con mẹ ơi vì nước vì non mất con những tổ quốc con hôm nay cầm là chi chiến tranh đã hết mà rằng 81 đứa nọ về đứa mô khăn tang phủ kín trên đầu chiều quê bóng mẹ ôm sầu khóc mẹ ơi vì nước vì non